Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi năm nay chủ đề Thai of Sprite 2021. Cùng với nhiều giải thưởng vô cùng hấp dẫn và thú vị, tôi tin chắc rằng sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các bạn thể hiện một không gian tưởng chừng quá đổi quen thuộc của chúng ta như cầu thang kiếm trời hay sân trong. Tuy nhiên, điều đó có thực sự dễ dàng như vậy hay không còn phụ thuộc vào sự sáng tạo vô cùng mới mẻ của các bạn trên nền vật liệu của bộ sưu tập Prototype, cũng chính là đơn vị tài trợ chính cho chúng ta trong cuộc thi lần này. Tôi hy vọng sự kết nối này sẽ mang lại những giá trị thẩm mỹ cao cho cộng đồng thiết kế của chúng ta. Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì gạch ốp lát là một trong những vật liệu phổ biến nhất trên thế giới. Cụ thể là trong nhiều công trình thì tổng diện tích sử dụng gạch ốp lát nhiều khi còn lớn hơn cả tổng diện tích sàn xây dựng của công trình đấy. Có thể nói rằng là trong một công trình, để phương án thiết kế được thành công thì kiến trúc sư đòi hỏi phải rất chú ý đến các thủ pháp sáng tạo đối với phần diện tích sử dụng gạch ốp lát. Cuộc thi Thai of Sprite là một thi rất là thú vị. Thú vị ở chỗ là nội dung mở, giúp cho người tham gia có thể là thỏa sức sáng tạo, thỏa sức vẫy vùng với rất nhiều phương án, nhưng đồng thời cái nền tảng sử dụng các sản phẩm có thật đến từ nhà cung cấp Eurotile cũng giúp cho sản phẩm cực kỳ thiết thực, cảm giác như là sản phẩm của mình có thể biến thành một công trình thực tế bất kỳ khi nào, chứ nó không bị xa rời thực tế. Tôi chúc tất cả các bạn tham gia cuộc thi có một trải nghiệm đáng tự hào và đầy cảm xúc. Chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cuộc thi TOP 2021 Tower Pride, cuộc thi được tổ chức thực hiện bởi cộng đồng VCG và đối tác chiến lược là Eurotile, là nhà cung cấp vật liệu hoàn thiện ốp lát hàng đầu của Việt Nam. Cuộc thi cũng được bảo trợ thực hiện bởi Top View, và tôi đại diện cho Top View sẽ đồng hành cùng với các bạn trong cuộc thi này. Với vai trò, sứ mệnh cũng như là tầm nhìn của mình thì Top View cam kết sẽ luôn mang đến cho cộng đồng một sân chơi bổ ích và lý thú. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ là một sợi dây kết nối các nhà thiết kế của cộng đồng VCG với các đối tác lớn trong nước cũng như là quốc tế, với một cái mục đích đó chính là mang đến nhiều hơn nữa những giải pháp mới, những công nghệ mới, những vật liệu mới và biến chúng thành những cái công cụ rất là hữu ích cho các nhà thiết kế của chúng ta trong quá trình tìm tòi, phát triển cũng như là sáng tác, sáng tạo ra các không gian mới ấn tượng. Thay mặt cho Top View, chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp. Xin chào các bạn. Cuộc thi lớn đầu tiên của cộng đồng năm nay là Top 2 of Pride, đồng tổ chức bởi VCG và đơn vị cung cấp gạch ốp hàng đầu Việt Nam là Eurotile. Cuộc thi được tổ chức với mục đích là tăng cường giao lưu và nâng cao hiểu biết về vật liệu, đặc biệt là những sản phẩm gạch ốp cao cấp cho cộng đồng. Cuộc thi được phát động ở cái thời điểm mà khá là đặc biệt khi mọi người đều ở nhà chống dịch, và hy vọng là thời điểm đặc biệt sẽ kích phát tiềm năng sáng tạo của các bạn, mang lại nhiều siêu phẩm về thiết kế và thể hiện vật liệu. Rất nhiều giải thưởng và quà tặng đang chờ các thí sinh. Chúc các bạn may mắn và chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.